Cho nên cũng có một vài huynh đệ đề nghị với tôi là quý vị tôi ôn lại một chút xíu cái bài buổi sáng này để cho nên để cho nó thống nhất với nhau mình tự mình kia mình hỏi mình đặt cái câu hỏi và mình nhớ mình quên chỗ nào và mình nhớ chỗ nào. Thì bây giờ cái bài buổi sáng bây giờ tôi mở rộng cái cách phát triển từ cái lý của Đông Y, tức là Đông Y lấy cái thần làm chủ con người ta đó, là quan trọng nhất là cái đó. Và thứ hai là cái thở, thì hai cái thế tập khí công là rắn hốc đầu với lại bổ gối là hai cái thế tập để giữ cái sức khỏe để chúng ta bền bỉ trong khi làm việc. Rồi sau đó là chúng ta mở rộng ra là từ cái bài tập đó chúng ta chữa được thêm những bệnh gì. Thì để nhắc lại đó là chúng ta chữa được cái chứng cao huyết áp là nếu chúng ta xoa cái đầu ha, cái thế này là quan trọng. Anh chịu y trà vậy nè, từ đằng trước ra đằng sau, từ trên xuống dưới đó là để trị cứng gáy nè, trị thốn gót nè, làm sáng mắt nè, dạ nhức giảm nhức đầu nè, hạ huyết áp nè. Thứ hai thì được đau lưng, đau gối nè ha. Thứ ba nè, trị được đau thần kinh tọa nè. Trị gì nữa? Trị những chứng ho, trong cái căn bản đó, trị những chứng ho, viêm họng nữa. Rồi cho tới những cái đặc biệt thêm là trong đó chúng ta đã mở ra thêm một số những cái vài cái bệnh mà nó liên quan tới cái phần của bài tập đó. Thí dụ như vấn đề tử cung, vấn đề là thí dụ cũng bài tập đó quý vị có thể chữa được cái chứng sa tê. Quý vị bấm thêm cái phần ở chỗ cái nghe bà cái bắp chân này đó, phần mặt sau này quý vị bấm ở đây. Khi mình ngồi mình tập xong á, mình trở lên mình nắng ở xung quanh ở cái bắp chân, tức là từ cái phần dưới của cái khoeo đi xuống chúng khoảng 5 ngón tay đó, là có cái huyệt mà tôi nói nó giống như cái bông á, huyệt thượng sơn. Quý vị có thể bấm nó rồi bấm lên cho tới ngang cái khoeo gối, là cái huyệt quỷ trung để nó trị cho mình không bị sa tê. Mà thì tổng quát nói chung tất cả những bệnh từ sáng tới giờ chúng ta triển khai đó là nó có vấn đề tuần hoàn, có hô hấp, tức là cái thận nó đóng một vai trò hết sức quan trọng. Do vậy cho nên nó mới là cái chủ lực để nó duy trì cái sức khỏe của chúng ta. Thì bây giờ quý vị còn thấy có cái gì liên quan nếu mà quý vị chưa có biết hoặc quý vị hiểu chưa có rõ, quý vị cứ hỏi đi. Chính quý vị là người đưa ra vấn đề đó thì tôi mổ xẻ nó dễ hơn. Còn trên cái nhìn của tôi đó, đôi khi tôi thấy như vậy nó là tạm đủ. Nhưng mà đối với quý vị là cái nhu cầu nó có nhiều hơn, quý vị hỏi thì chúng ta sẽ ôn lại cái chỗ đó nó kỹ hơn. Dạ. Thôi tôi nói lớn lắm rồi. Dạ biết rồi. Thưa thầy, mỗi ngày đó con lại một con ngồi đó, con cúi xuống vậy thì cái hai cái bên xương không, ngay chính giữa của cái chính giữa của cái này nè thầy, nó đau. Là có phải là thần kinh tọa hay là xương không? Cái lưng nó bắt đầu nó muốn thoái quá. Dạ. Cho nên đôi khi nó chèn ép đó, nó chèn ép cho người ta ngồi xuống ta nghe nó đau. Yeah. Do vậy cho nên phải tập cái lưng là lý do đó. Yeah. Tập cái lưng cái thế trắng một đầu để cho nó mới nhẹ đó. Vì cái nguyên tắc tại sao ta tập cái vậy mà ta trị được cuộc sống, đơn giản như đã nói, ví dụ như dầu là nó dislocate, nó trịch, nó chệch ra ngoài, hay là thoái quá đốt sống nó bị xẹp xuống, nó ép mấy cái đốt sống nó ép lại với nhau, vô tình khi chúng ta cử động nó chèn những cái thần kinh vận động ở cái mông đó, nó chèn, hoặc là nếu nó bị cổ thì nó chèn cổ, nó làm tê tay, nó chèn ở mông thì nó làm cho tê chân hoặc là đau mông. Thì khi ta tập á là ta kéo cái này, cả cái hệ thống này nó giãn ra, nó đang bị dính về hoặc nó chịch ra ngoài, bây giờ mình tập á nó giãn ra, và khi nó hở ra được á
Cho nên cái quan trọng nhất là quý vị ngóc cái đầu lên nhiều chừng nào tốt chừng đó, để cho nó nghe nó căng cái chỗ lưng quần á, là nó giãn ra rất nhiều. Mà khi nó giãn ra vậy thì nó nhờ những gân cơ, tất cả những cái nó tự động chỉnh cái khớp của đốm sống vô chỗ cũ. Cho nên cái bài sáng có nói là khi tập như vậy cũng trị được gù lưng cho em bé bị gù lưng. Dù gù lưng tập nó cũng vô, nhưng mà còn nghĩa là còn ít á, mới trong giai đoạn đầu ta phát giác ra liền á thì được, chứ để lớn quá nó khó. Đó. Rồi. Quý vị thấy cái gì nữa? Dạ mời. Giờ mời mời gì đứng hỏi đi. You can go up there. Yeah, xin mời. Cũng bị cái đau ở cái chỗ xe chỗ đó hả? Dạ. Yeah. Xuống luôn cái mông luôn. À, ngay cái bụng luôn hả? Okay. You just describe what you feel. Tức là bà bị cái này nó là sciatica, tức là thành thiên tỏa đó nha. Rồi về ngồi 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 quay chân rồi ok. Okay. You have a problem, what problem? No. No. Okay. Mostly this one. This one muscle? It went dead last year. About 10 years ago, it started on the right side. Now you have problem also? On both. Okay. Nè, bây giờ mình thử ha. I need to check the back of your knee, okay? That's okay. Thử. Nè, nào. The other side, yeah. Yeah, the other side. Okay. Now, I check the same area, but different point. This one, you feel hurt, yes or no? Okay, now I check the other one. You see, no hurt. Even I stretch too strong, yeah. But now, this one hurt, okay? If you find out like this, this means you looking for the most hurt link together the living point. You need treatment every day. Okay. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. One more time. The same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I breathe very, very slightly, easily, gently. Don't press hard. But you feel like this. That's one exactly the living point you need. Your treatment, okay? Okay. Now, sorry. Yeah, I know. Yeah. Okay. I need you stand up. And how do you feel when I click on that? How do you feel? No. How do you feel your hand? Say. Better. Better or worse? Yeah, better. I feel it more here now. Yeah. Okay.
she instruct for you my method that you practice every day, okay? Yeah. You will come. Tôi chỉ cho bà mấy cái tình trạng. Mấy người Mỹ, mấy người Âu Châu họ nhát lắm, đồng nghĩa mà họ khóc rồi. Rồi, cái gì nào càng cái gì nữa. À? Thì đó, hỏi là mình biết mình chữa bệnh luôn rồi sau đó mình mới đưa cho họ bảo cho nó hết lúc. Rồi mà. Hỏi rồi chứ không phải chữa bệnh. Hỏi, chị hỏi. Hỏi cho là. Chị có câu hỏi không? Là mình đang. Chị có câu hỏi, có câu hỏi đấy hả? Và... Hỏi cái gì? Dạ, câu hỏi. Thì chị đứng đó chị hỏi đi mà. Thôi, đừng lỡ là thôi. Dạ, hỏi đi. Tại vì ba ông chỗ cái gót chân này nè. Đau gót? Dạ, đau gót. Chứ mong có bị đau không? Không. Gót cho là chị là cái gì? Dạ, cái gót chân này nè, đây nè, chỗ này. À, đau ngay cái đó, dạ. Sao nữa? Thì nó đau dữ lắm. Mà hồi nào cái, tôi bữa giờ mới đi lần đầu tiên hả? Dạ, mới đi lần đầu tiên. Ừ, được rồi, lên đây đi, đỡ rồi. Vì thằng chỉ ông còn nói thiệt rồi. Còn ngồi đi, à, đi về, đi về Việt Nam. Ngồi hai bên. À, đi ngồi về. Ngồi xe hôn. Ngồi xe hôn. Ngồi xe hôn. Vậy đi cũng được. Ừ. Rồi, sẽ đứng lên lại để đổi ghế chút cậu lại. Đó. Đó. Còn bên này, nó hướng về bên đây. Đó, được không? An toàn, phải không? Đó thì cái nhớ cái bài tập này đó, quý vị vừa giải quyết đường huyết áp, mà đồng thời đó là quý vị giải quyết nhức đầu huyết áp, giờ đau thốn gót luôn, giờ thử vô quý vị coi nha. Nhớ là kéo từ đằng trước, làm sao là chỗ cái eo này nè. Cho mấy em này nè ha, là về nhẹ vậy nè. Cái chỗ này nó giống cái gót, nó là một cái cong giống cái ót nè, giống cái gót. Cái gì vuốt vậy nè. Không thấy đau, cái gì vuốt bên này. Đau là nhanh nè thầy, đau. Đau, bên nào đau nhiều? Hai bên đau bằng. Đau bằng ha, cái gì vuốt được làm sao ra. Đằng trước ra đau ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi thử gót lại coi. Lên đứng lên thử lại cái gót, đi tới đi lui có đau không? Đỡ không? Hết chưa? Hết đau chưa? Tại vì cái gót này nó đau dữ lắm mà có lúc nó đau, có lúc nó hết. Bây giờ có đau không? Muốn biết được vấn đề để mình học nó có kết quả hay không? Khi mình đặt cái câu hỏi đó tức là mình bước lên cái gót nó đang thốn gì không? Hoặc là mình chưa trị đó. Bây giờ nó trong lại là giữa trước và sau nè. Sau khi bấm như vậy rồi đó, là cái cảm giác của gót chân này dành thế nào. Nó cũng còn đau chút. Rồi. Tức là có bớt hay là không bớt? Còn nguyên phải không? Còn nguyên ngồi xuống. Rồi cũng ngồi thay hướng như là người ta thấy. Đó. Rồi vuốt cái này lên lại nè ha. Nghe chỗ nào đau không? Đau chưa? Nè ha, còn bên này không thấy đau phải không? Đau lắm rồi. Còn bên nào đau nhiều, bên nào đau ít. À, chà cái bên nào vừa nó 7 cái là mình về mình học mình mới nhớ. Rồi thử thôi. Đi mạnh dạn lên chút, đi lẹ chút. Ừ, không đau. Dạ, yeah, đi có đi kêu lẹ thôi, mới biết đau. Bình thường mình nhắn đi. Đi thấy lẹ hơn rồi. Dạ, đi lẹ hơn, không biết, mới biết được. Cầm cái tà áo đưa ra một tí nè. Đau thì ra chút xíu. Đợi chút, tức là đợi chút xíu. Vậy à, vậy thông cảm cái lời tiếng Việt của tôi. Tôi không kêu chị nói hết. Tôi chỉ hỏi với chị rằng khi tôi bấm như vậy, chị nghe như thế nào? Nhẹ là... có một chút gì thay đổi hay không tôi chỉ hỏi vậy thôi. Có bớt đau hơn rồi tôi bây giờ chị nhấn hết sức lực của gì trên cái chân đó, nó gì nghe nó đau chỗ nào mô tả chính xác này, nhấn hết sức chỗ nào? Hoặc là đi như thế nào mà nghe nó đau gì hết thì nói tôi biết.
Nhưng mà nếu mà mình ngồi lâu á, mình đứng vậy nó mới đau. Giờ về dưới ngồi dưới nó chơi chút xíu đi. Thì mới biết được chứ giờ yeah. Sao, đúng không? Bây giờ về giờ chị thử dầm cái giò, dầm cái gối nữa coi. Ngồi phía dưới rồi mình thực tập đi xuống dầm đôi khi mới lần đầu tiên diễn viên nào mới. Ok. Rồi. Xong chưa? Thay đổi khí đi. Ok. Rồi, đưa tay cái này này. Mắc cái lỗi bên kia có cơ hội rồi mà sao không still crying don't forget your napkin that's right bên một nam kêu bên quá khổ sở ok dạ dạ thế thầy thưa quý bạn cô đây cũng nói là ngoài cái vấn đề của bay phen bao lưng ấy, thì thực sự ra là cô có cái vấn đề nó hơi về tâm thần là vì cách đây 3 năm là 4 năm cô hết mãn kinh đó thành ra bây giờ cô đi bác sĩ thì người ta vừa mới nói với cô là cô hết hoàn toàn estrogen về cái hormone của trẻ em thành ra cô rất lo mà cô càng ngày cô càng thấy yếu sức thành ra cô lại về vấn đề tâm thần về vấn đề thể chất cũng đều có vấn đề thành ra con nghĩ là đây là một cái dịp tốt để cô lên cô thưa với thầy rồi thầy chỉ rồi tất cả chúng ta đều có thể là có lợi ích trong đó thành ra cô sẵn sàng cô lên cô bảo cô rất là mừng là tại sao mà cô lại có cái duyên được tới đây thì bây giờ nếu như vậy đó thì mình áp dụng cho tập lại cái bài vừa khí công rắn móc đầu để cái thầy Foot back there, head forward, relax, okay? Okay, try to put your chin on the pillow. 1 second up, okay, relax. Don't no tension. Just relax the muscle. Try to put the rest of your chin in here. Okay? Relax. Now she take over. I'm done. Không chị chị Xuân An coi chị cái chân lại chị Xuân An bây giờ ai cũng biết được làm việc nào là đúng bây giờ rồi bây giờ hướng dẫn cho chị biết thêm này không chị biết tập này chưa chị đã biết chưa chị biết đứng đây lên coi những thứ cho biết chị đang tập nhìn thấy mày chị không biết thôi nữa tập mấy chục lần rồi tập chặt nữa rồi Look up. When you feel your back gets straight. Feel your time, okay, to go down, to look down. Some people feel so much. Okay, inhale, and look up. And from there you can, until you feel yes, you feel the strength of the good. Okay, you go down. And then repeat again until you count 7 times. Mm-hmm.
3 times, 1 time, 7 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 3 times. You press on that, I show you. On your toe, on your, yeah, on your toe. You sit here, I show you. Thầy đang ngồi chính giữa thầy ạ. Sorry. After you practice, you're ready, okay? You bet on that. You bend over there. You bend like this. You press. You keep on that, and you go around 7 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then you go inside again. This one here. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, how do you feel this one? It's loosening up. Okay. That one, the arm method. If you have any problem this side, you can treat the other side. The same like it. Yeah. You can say everybody how about how long you get the bad mood on your when that your happened? Yeah. My daughter was 3, so 13 years ago. I pushed it, almost broke it. Mm-hmm. So I sprained it really bad, and over the last 4 years, it started to go in more. Mm-hmm. So up and down. Even up and down. I can go up and down, but it's the more side to side. Cannot move. Yeah, it's right or left. It's not as like it's. I don't know if you can tell. It's going in. Yeah. Can you take it back out? Yeah. Can you? Now, if you do that, I think the better improve. Okay. Yeah. Okay. If you do it every day, it better. Okay. I think you have to practice every day. Okay, I can do this. It's simple, but it needs you to do a lot of practice. Okay. Commitment. Okay. Commitment.
nay thầy học về chiêu fist bump ấy thầy. Bây giờ anh chơi cái đó thì mới ai chơi. Rồi. Chào quý vị. Chào. Giữ tay thầy.